phim giác không gian, thuyền trưởng deck, P1, thuyền trưởng deck trên không gian, ở đây chủ yếu là đàn ông, không có gái, nhưng nhờ chiếc máy tạo ra một em thư ký, có thể quẩy, giải khuya, đây là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. You see, she was made by one of my crews. Aerohaptic interface there, so... Oh! No smoking! All right, Aldrich, port me back. What's with the alarms? It's the space conduit. Yeah, let's do that. Ah, look, we got 4 hours to Mimas. Yeah, well, refill's 1,000 credits. We only have 600 in our account. We're stuck. Rex, I need you a chop eventually. I hope this means you got my 50,000 credits.